Rồi, các bạn nhìn xem. À, đây có một ông gái đang đang di chuyển chiếc xà lan này các bạn. À, lái kìa. Rồi, đang di chuyển chiếc xà lan đang chuẩn bị cho qua cống nha các bạn. Rồi, ông gái lái dở quá luôn. Quay bao phê luôn kìa. Đó. Quá dở. Ở đây thì có đang chuẩn bị cho xà lan các bạn. Rồi hiện tại giờ cống đang ra mở các bạn ạ. Bởi cho nên giờ các tàu ra đang chuẩn bị hết trơn rồi ha. Đây, đang ra các bạn. Rồi các tàu ra gom lại cho ha. Đây gà bầu cũng đang chuẩn bị luôn. Đây cũng có một chị gái đang ngồi mũi luôn ha. Đang chuẩn bị hết rồi nha. Đây có thể thấy chuẩn bị hết đó rồi. Tàu biển này đang xuống tuyến đường Hoàng Sa đó các bạn. Dây ga để nó qua cống. Chờ nè các bạn, người chơi muốn nhập nhau chuẩn bị gì chứ chưa có được chạy nha các bạn, chờ nước chụp tí xíu nó bắt đầu thấy an toàn rồi mấy ảnh nó cho chạy. Rồi qua. Rồi chạy các bạn ơi. Đó, nhỏ. Nó chạy luôn rồi. Ồ, nó đã tưởng nó lắc kìa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xà lan đẹp quá các bạn. Đang qua nha các bạn. Rồi chị vẫn đang đứng trên mũi rồi. Là chở phẩm ghê luôn. Rồi ở ngoài này thì cũng đang qua luôn nha. Rồi ở sau các bạn. Ở sau ở đây cũng đang ve ra nè. Quá. Mấy chị gái này đứng ở trên đây là để điều khiển nha các bạn, để coi tàu xà lan đồ này kia qua lại nó coi nó có cọ quẹt gì không đó nha. Có gì kêu tài công chạy nha các bạn. Nó chỉ đang ngồi chỉ coi đó thấy không. Điển cái ghê chưa? Tại 20 chiếc đang che ra. Hồi cái lỗi chúng luôn rồi. Rồi còn ở đây một chị nữa nè, đang cầm vỏ xe nè thấy không? Kêu qua trước đi. Ồ còn chiếc ở đây thì chạy nè. Nó đạp cái xấu luôn. À. Ok. Ừ. Khiếp chưa? Rồi ở đây thì em xà lan mình cũng đang chờ. Đang chờ người ta ra trước rồi tới mình nha các bạn. Đứa chờ rồi chiếc này cũng đang ra nè, đang ra các bạn. Quá khối. Đang quay đầu qua luôn. Rồi rồi có chạy không kìa. Lẹ lên, gỡ dây. Rồi rồi, giọt đi. Ghê không? Giỏi ghê không quá.
rồi chị mình ra phân dây vô. Bánh xe luôn hay gì á? Mạnh ghê không?